Tường truyền rằng ở Việt Nam có một tổ chức sống trong bóng tối, gồm những thành phần bị xã hội coi thường và ghét bỏ, nhưng họ chỉ lấy đó làm vỏ bọc, còn thực tế họ chuyên đi trừ gian diệt ác. Thành viên đầu tiên cũng là người đã sáng lập ra Liên minh Công lý Việt Nam, là người đã xem qua hàng trăm bộ anime và manga. Với khả năng lãnh đạo được học từ những tác phẩm đó, anh đã đưa Liên minh Công lý đi qua hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Người ta gọi anh là Weebu Senpai. Cuối cùng thì ngày này cũng đến, ngày mà các thành viên của Liên minh Công lý Việt Nam tụ họp đầy đủ. Liên minh Công lý Việt Nam là một tổ chức thuộc mặt tối của xã hội, nhưng có chung một lý tưởng là mang đến công lý cho toàn nhân loại. Hôm nay đường hơi tắc, chắc là các thành viên khác sẽ đến muộn. Xin chào. Ninja Lead, cô đến rồi sao? Anh Weebu đây à? Nghe tin Liên minh Công lý tập hợp, tôi đang xin ăn trái, lập tức sẽ phải để nhanh chóng tới gặp anh em. Hôm nay đường tắc như thế, tại sao cô lại đến được đây nhanh như vậy? Với khả năng cưỡi lít vượt chốt lao lên lầy của tôi thì tắc đường không bao giờ có trong từ hiển của anh em ạ. Nhưng mà tại sao hôm nay Liên minh Công lý họp gấp như vậy? Chẳng là tôi vừa nhận được mật báo về một mối nguy hiểm tiềm tàng mà chúng ta cần phải xử lý ngay. Đó chính là... Không phải nói, tôi đã biết rồi. Chẳng phải là anh Hùng bàn phím hay sao? Rừ rừ, lờ mao, đảm mìm, đảm quà. Vãi cả. Với khả năng lên mạng chửi nhau và ăn cắp thông tin, tôi đã biết được rằng có một nhãn hàng đang ủng hộ đường lưỡi bò. Cái gì? Thật khốn nạn. Chúng ta phải xử chúng ngay. Tiếc rằng nhân lực của Liên minh Công lý chúng ta đang rất mỏng. Chỉ sợ là... Cái đấy thì không phải lo. Anh Giang Hồ Mạng. Oh, what's up anh em? Ảo thứ đi. Mày bị điên à? Này, để tôi nói cho cậu biết nha. Nếu nói về nhân lực thì các ông không phải lo. Bởi vì sao? Tôi chỉ cần một cuộc gọi thôi là 500 anh em Giang Hồ Mạng của tôi sẽ đều hô to vang khẩu hiệu, cầm đồ trên tay anh em gọi. Lệ mẹ con đi cứu bạn bè. Hay lắm Giang Hồ Mạng. Trong cái xã hội này không có chuyện đúng sai, chỉ có kẻ mạnh và kẻ yếu. Còn thằng nào ủng hộ đường lưỡi bò thì tao phang thằng đó. Mọi thứ đã gần đủ rồi, giờ chúng ta chỉ cần một mũi nhọn trong hàng công để đâm thủng hàng phòng bị của bọn chúng. Như thế chúng ta sẽ nắm chắc phần thắng rồi. Điều đó thì để tôi. Nani? Xin lỗi anh em, tôi đến muộn. Tôi vừa phải xử lý mấy thằng chồng phụ ngõ nhà tôi. Bởi vì sao? Nó lao quá. Nói về mũi nhọn, với khả năng múa phóng lợn điều luyện như quan văn trưởng tôi, không có phòng tuyến nào tôi không thể xuyên thủng được. Hay lắm. Vậy là tất cả thành viên của Liên minh Công lý chúng ta đã có mặt đầy đủ rồi. Liên minh Công lý Việt Nam chúng ta là những thành phần bị xã hội
ghét bỏ và coi thường. Tuy nhiên, dù ở đáy của xã hội, chúng ta vẫn có một lòng yêu nước nồng nàn. Bất kể là thế lực nào dám động tới đất nước của chúng ta sẽ ra tay và giải quyết chúng. Đúng thế, đừng lấy bỏ là vi phạm chủ quyền biển đảo Việt Nam. Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam. Nói không với đừng lấy bỏ. Tôi tuyên bố phát động cuộc tấn công bí mật, hủy diệt trụ sở của hãng thời trang, ủng hộ đừng lấy bỏ. Lê Minh Công Lý xuất phát. Miệng cười trúng chím, anh hùng bàn phím, ai nhìn cũng cóng, trẻ trâu giải phóng, đẹp trai kawaii, weebu senpai, đi đứng khệnh khạng, giang hồ trên mạng, vừa khít lỗ đít, ninja cưỡi lít. Ngày hôm sau, tất cả trang báo đều đồng loạt đưa tin về một cuộc tấn công bí mật, đánh sập trụ sở của hãng thời trang đã ủng hộ đường lưỡi bò. Tổ chức nào đã đánh sập nó? Tại sao nó lại bị hủy diệt nhanh đến như vậy? Đó vẫn là một điều bí ẩn mà không ai giải đáp được. Tất cả mọi người đều gọi họ với một cái tên: Anh Hùng. Anh em subscribe để ủng hộ Liên Minh Câu Lý đạt 1 triệu sub trong năm nay nhá.